Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mark One. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bộ cài trên những chiếc USB của chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn những cái phiên bản Mac OS để cài lên chiếc máy của các bạn nhất. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cách đó là cài trên chiếc USB của chúng ta. Mình sẽ tạo bộ cài trên chiếc USB này bằng câu lệnh terminal có sẵn trong những chiếc máy MacBook của Apple. Và thực ra sẽ có rất nhiều cách giúp các bạn có thể dùng phần mềm thứ ba như Disk Drill hay là Disk Creator. Mà những cách này thì các bạn sẽ phải tải ra phần mềm ngoài vào. Và mình thấy thì cái cách mình sử dụng terminal trên những chiếc máy Mac là một cách nó thuần túy nhất và mình thấy ổn định nhất. Và ok, không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu video này ngay thôi nhé. Intro. Mark One số 1 về Mac. Và điều đầu tiên các bạn cần chuẩn bị giúp mình đó là một chiếc USB như thế này. Thì đối với phiên bản cài macOS Catalina hay là Big Sur trở về phía sau này hay có thể là Monterey đi nữa thì các bạn sẽ cần một USB có dung lượng phải lớn hơn 16GB hoặc là 16GB như mình đang có cũng được. Còn đối với những phiên bản macOS từ Mojave hay là High Sierra đổ về trước chỉ cần USB 8GB thôi là các bạn cũng có thể để cài được rồi. Tiếp đến là các bạn sẽ cần kiểm tra xem là phiên bản macOS của các bạn có phù hợp với chiếc máy của các bạn không. Ví dụ như đây, đây là một trang web của Apple và trang web này sẽ cho phép các bạn tải những phiên bản macOS cũ hơn về cũng như là kiểm tra tính ổn định của phiên bản macOS đó trên những chiếc máy Mac của các bạn. Ở đây ví dụ mình đang kiểm tra là macOS Big Sur 11 thì ở trong đây sẽ có danh sách những sản phẩm MacBook có thể hỗ trợ cài được trên những chiếc MacBook của các bạn. Ví dụ mình quay ra bên này là macOS Catalina, như các bạn cũng đã biết đấy thì với macOS Catalina thì những chiếc Apple M1 chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Và trong video ngày hôm nay thì mình đang sử dụng một chiếc M1 ở đây. Thì ở đây sẽ có danh sách những chiếc máy có thể cài được phiên bản Mac Catalina này. Thì sau khi kiểm tra xong chiếc máy của bạn có thể sử dụng được phiên bản macOS nào thì chúng ta tiến hành đến bước là cài, là tải cái file macOS của các bạn cần cài đặt về máy. Thì ở đây chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ có một phần là sử dụng Safari và tải những phiên bản macOS của các bạn về trên chiếc máy Mac. Và ở 4 phiên bản đang có trên này là Big Sur, Catalina, Mojave và High Sierra. Các bạn có thể tải về từ App Store và với 3 phiên bản cũ hơn là Sierra, El Capitan, Yosemite thì các bạn có thể tải trực tiếp về được. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình muốn tải một file macOS Big Sur 11 về thì các bạn ấn vào đây thì sẽ tự động, máy sẽ tự động nhảy ra ở trên App Store để các bạn có thể get và tải về. Thì mình đã tải về sẵn ở trên này rồi. Và khi tải về thì các bạn sẽ ấn vào trong phần Launchpad, chúng ta sẽ hiện ra là Install Big Sur, là như vậy là thành công rồi. Như ở đây là mình đang có, đây là mình đã tải các phiên bản là Big Sur, Monterey và Catalina về rồi. Tiếp đến đó là các bạn sẽ cần phải backup lại chiếc máy của các bạn vì cái cách này nó sẽ làm cho máy của bạn sẽ mất sạch dữ liệu nên là chúng ta sẽ cần sử dụng Time Machine để backup lại. Và nếu các bạn chưa biết cách để mà backup chiếc máy của bạn thì mình sẽ để video ở góc trên màn hình để các bạn có thể xem nhé. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cần lấy chiếc USB của chúng ta ra. Thì hiện tại mình đang có trên tay là chiếc USB 16GB 2.0. Các bạn nên sử dụng những chiếc USB 3.0 hoặc có thể là sử dụng ổ cứng gắn ngoài SSD là HDD cho tốc độ truyền tải càng nhanh thì càng tốt, cho cái thời gian mà các bạn cài cũng sẽ nhanh hơn. Với chiếc USB của mình đây, đây là cổng Type-A thì mình sẽ cần một đầu chuyển Type-A to C vì chiếc máy của mình đang sử dụng là chiếc Mac Air M1 nên là mình sẽ cần một cổng chuyển như thế này. Máy mình chỉ có 2 cổng Type-C thôi. Sau khi cắm vào xong thì việc đầu tiên các bạn cần quan tâm đó là format lại chiếc USB của chúng ta. Thì để mà format các bạn sẽ cần vào phần Spotlight, gõ Disk Utility trên đó. Chúng ta sẽ cần về vào Disk Utility và chúng ta format lại chiếc USB của chúng ta. Thì nếu với máy các bạn tiếng Anh thì chúng ta sẽ chọn phần Erase. Còn nếu máy của bạn là tiếng Việt thì sẽ có phần xóa ở trên này. Ở phần tên thì các bạn để nguyên giúp mình là Untitled. Và ở phần format thì các bạn cũng để nguyên giúp mình là Mac OS Extended ở đây. Và chúng ta ấn Erase. Chúng ta sẽ đợi quá trình để hoàn tất. Ok, vậy là quá trình format USB của mình đã hoàn tất.
Và sau khi format chữ USB của các bạn xong thì các bạn sẽ cần phải vào phần Application hoặc vào Launchpad để xem chúng ta đã có cái ứng dụng install Mixer hay chưa. Ở cái video mẫu của mình thì mình sẽ cài từ Monterey về Mixer vì máy của mình là M1 thì không thể cài về Catalina được. Còn tùy phụ thuộc vào chiếc máy của các bạn đang sử dụng được máy gì và các bạn muốn hạ cấp về phiên bản Mac OS nào thì chúng ta sẽ có những cái phần mềm phù hợp hơn. Như trong video mẫu thì mình sẽ làm Mixer nhé. Khi mình đã kiểm tra mình đã có rồi thì lúc đấy các bạn hãy mở terminal lên. Cách mở terminal thì cũng đơn giản thôi, các bạn có thể lựa chọn command cũng cách, xong rồi chúng ta nhập terminal. Và ở đây thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến các câu lệnh mà sẽ có. Và ở đây mình có một loạt câu lệnh để giúp cho các bạn tạo bộ cài trên chiếc USB của các bạn. Thì phụ thuộc vào mỗi phiên bản Mac OS khác nhau thì câu lệnh cũng sẽ khác nhau. Thì như ở đây thì mình đang cài là Mixer nên mình sẽ sử dụng câu lệnh là Mixer. Nếu các bạn đang muốn cài Catalina, Mojave hay High Sierra thì mình cũng sẽ để những câu lệnh này ở phía dưới phần mô tả của video để giúp các bạn có thể copy về và có thể tự cài được. Thì mình sẽ copy ở phần đó sang bên này. Và khi mà đã các bạn copy câu lệnh này vào terminal, chúng ta chỉ việc ấn Enter. Và máy sẽ hỏi password của các bạn thì các bạn nhập password máy các bạn vào. Thì các bạn lưu ý một chút nhé, khi các bạn nhập password ấy, thì máy không sẽ hiện ra là bao nhiêu ký tự đâu. Các bạn cứ nhập rồi các bạn ấn Enter thôi. Ở đây thì khi mà máy hiện lên dòng chữ là Ready to Start thì các bạn hãy ấn Y và ấn Enter. Bây giờ quá trình này máy sẽ tự động xóa lại ổ đĩa của các bạn, cũng như là máy cũng sẽ bắt đầu quá trình cóp những cái file cài đó vào chiếc USB này. Ở quá trình này thì chúng ta chỉ việc phải đợi thôi. One eternity later. Ok, và trong phần terminal của chúng ta khi hiện thành công dòng cuối cùng nó sẽ ghi là Install Media Now Available Us. Ở đây nó sẽ hiện dòng giống như các bạn đã thấy trên màn hình của mình đang có ở đây. Thì có một lưu ý nhỏ mà mình nên khuyến cáo các bạn, đó là khi mình sử dụng chiếc USB này thì thời gian cóp file của mình rất là lâu. Nên hiện tại mình đang chuyển qua một chiếc SSD rời để cho cái khả năng tăng tốc chép file từ máy tính sang cái ổ SSD này nhanh hơn. Cũng như khi mà các bạn có thể update cái firmware của mình, các bạn có thể downgrade firmware xuống thấp hơn thì sử dụng một chiếc SSD rời cũng là lý tưởng hơn rất là nhiều. Vậy là như vậy các bạn đã thành công trong việc tạo một chiếc USB, một cái SSD rời để làm boot để mà có thể cài lại những chiếc Mac OS của chúng ta. Và mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn có thể tạo được bộ cài trên những chiếc USB để các bạn có thể dễ dàng nâng cấp hay hạ cấp những phiên bản Mac OS của các bạn trên chiếc máy Mac. Và nếu mà các bạn thấy video này hay thì hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Mac One nhé. Và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những thông tin về những video mới mà Mac One sẽ ra trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.